Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất, mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo AROP uy tín chất lượng ở trên hai cái nhóm này. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo AROP đến từ cái dự án sàn Paper Swap. Thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ AROP để chúng ta nhận 120 cái đồng token Paper từ cái dự án này. Thì đây là cái trang chủ của dự án, thì các bạn có thể tìm hiểu những cái thông tin chi tiết của cái dự án này ở trên cái trang chủ của nó, ở trên cái trang paperswap.org nha các bạn. Thì đây đầy đủ tất cả các cái thông tin cũng như là các cái lộ trình của cái dự án này thì các bạn có thể tìm hiểu chi tiết ở đây. Ok, thì xin mời các bạn hãy quay trở lại cái trang chatbot để chúng ta làm cái nhiệm vụ AROP nhé. Thì cái link của cái AROP này thì mình sẽ để dưới ở phần mô tả, thì các bạn kích vào thì nó sẽ ra cái trang nhiệm vụ như thế này, thì các bạn kích vào nút Start cho mình. Rồi, ở đây thì các bạn hãy giải cho mình cái mã CAPTCHA như trên hình. Rồi, ở đây thì có cái thông tin mà chúng ta ăn chia. Tổng phần thưởng cho cái sự kiện AROP này là 2.400.000 token Paper, xấp xỉ 240.000 đô la nha các bạn. Và cái phần thưởng cho chúng ta khi mà chúng ta tham gia nhiệm vụ AROP là chúng ta sẽ nhận 120 cái token Paper xấp xỉ 12 đô, khá là cao. Và mỗi một lượt giới thiệu thì bạn sẽ nhận được 40 cái đồng token Paper để xấp xỉ 4 đô. Và phần thưởng thì dành cho tất cả những người tham gia. Rồi, và cái sự kiện AROP này thì nó sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 và nó phân phối vào ngày 10 tháng 9 năm 2022 nha các bạn. Các bạn nhớ cho mình cái mốc thời gian này. Ok, thì xin mời các bạn để chúng ta đến với cái nhiệm vụ đầu tiên, đó là chúng ta sẽ join vào cái nhóm Telegram group. Ở đây thì cái nhóm của mình nó đang bị đầy nên là mình sẽ xóa bớt. Rồi, các bạn tham gia vào nhóm thì các bạn để mình kiểm tra xem là nó đã có cái mã hợp đồng chưa nhé. Nếu chưa chatbot nó không trả lời thì có nghĩa là chưa có cái mã hợp đồng, nó chưa công bố cái mã hợp đồng cho mình. Rồi, các bạn quay trở lại, chúng ta join vào cái nhóm Telegram channel. Ở đây thì các bạn tham gia, sau đó thì các bạn nhấn tìm vào đây. Rồi, các bạn quay trở lại, chúng ta phải follow Twitter nhé. Rồi, ở đây thì các bạn nhấn vào theo dõi. Các bạn kéo lên, các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều. Tiếp đến các bạn comment. Ở đây thì các bạn comment thì các bạn tăng cho mình 3 người bạn vào. Sau đó thì các bạn nhấn trả lời. Tiếp đến các bạn nhấn vào nút chia sẻ ở đây. Các bạn sao chép cho mình cái liên kết. Rồi, xin mời các bạn quay trở lại cái trang nhiệm vụ. Ở đây thì chúng ta sẽ còn hai cái nhiệm vụ nữa, chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram channel nhà phân phối chuyên phân phối các cái kèo AROP. Ở đây thì mình đã tham gia rồi và chúng ta sẽ follow Twitter. Các bạn nhấn vào theo dõi cho mình. Ở cái bài này thì các bạn cũng nếu như rồi theo dõi được rồi nhé, thì các bạn kéo lên cái bài này, các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều cho mình. Sau đó các bạn quay trở lại trang nhiệm vụ, chúng ta bấm submit. Tiếp đến các bạn nhấn vào đô. Ở đây nó yêu cầu chúng ta gửi link profile link Twitter nhé. Thì các bạn dán cho mình cái link mà chúng ta tag ba người bạn. Các bạn xóa cái ký tự sau đi, chúng ta chỉ gửi cái link này thôi. Tiếp đến yêu cầu chúng ta gửi địa chỉ ví BSC BEP20 và chỉ định đấy trên cái ví chuột wallet hoặc là MetaMask nhé. Trên ví chuột wallet các bạn chọn cho mình cái đồng BLB. Các bạn bấm nhận. Sau đó các bạn sao chép cho mình cái địa chỉ ví. Rồi sau đó các bạn dán vào đây cho mình. Như vậy là nhiệm vụ chúng ta đã xong. Thì các bạn xác nhận cái thông tin trên đây là chính xác thì các bạn nhấn vào đây. Rồi, hỏi mình đã join vào cái nhóm này chưa thì mình nhấn đô. Tiếp đến mình nhấn nhất cho mình. Các bạn lưu ý nhé, ở đây nó còn một cái nhiệm vụ, đó là chúng ta sẽ retweet lại nhé. Và chúng ta viết gửi cái hashtag này vào đó. Ở đây nó không yêu cầu chúng ta gửi link nhưng mà chúng ta phải lên làm nhé. Các bạn kích vào đây. Đây, các bạn kích vào comment này. Các bạn comment và các bạn tag 3 người bạn vào. Như mình ở đây, sau đó thì các bạn dán cho mình cái hashtag này vào, sau đó các bạn nhấn vào trả lời.
Rồi như vậy là chúng ta đã xong nhiệm vụ nhé. Và các bạn kích vào cái phần này cho mình để mình kiểm tra số dư. Sau khi chúng ta làm xong nhiệm vụ thì chúng ta sẽ có 112 120 cái token paper xấp xỉ 12 đô la. Rồi các bạn copy cho mình cái link này chia sẻ cho bạn bè, thì cứ mỗi một lượt giới thiệu thì bạn sẽ nhận thêm cái phần thưởng, đó là lúc nãy mình đã chia sẻ rồi, là xấp xỉ 40 44 đô la. Rồi ok, thì cái video chia sẻ cái kèo AROP đến từ cái dự án Vapor Swap đến đây là kết thúc. Khi nào có cái thông tin phân phối về cái dự án này thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở cái video lần sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.